Hello guys, hello anh em, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube mình Em Rồi. Mohamed Pasta. Rất nhiều player request mình làm video về Bomber Balloon. Ai xe. Ok, deck này khi mà các bạn nhớ đến deck này, chúng ta nhớ đến Mohamed Pasta. Don't forget follow his Instagram, Twitter, put below the description video. Anh em nhớ follow anh ta nhé, mình sẽ đặt cái phần mô tả link của anh ta dưới phần video. Ngay từ ban đầu thì đặt balloon. Tại vì là hầu hết là các quân của anh ta là quân thủ, vì vậy là anh ta không muốn thả web giáp hay là thả một bomber hay thả equip bằng ngay từ ban đầu. Thực sự là equip sẽ rất tốt khi mà đi sau với lại PK. Vì vậy là ngay từ ban đầu anh ta không muốn thả equip một chút nào. Chả nhẽ lại thả một con bomber này đi để câu Skeleton Dragon. Không hợp lý. Đánh của đất này nó khá là dị. Dark Friend bắt được bài rồi. Có thể dùng Toyo để anh kích thơ. Rồi, tâm tốt. Mình nghĩ là trong cái mùa này và mùa sau nữa, mùa này thì Royal Mob vẫn rất mạnh, vẫn còn meta. Cái thẻ bài mới là Echo Giant mình thấy nó phế quá. Vì tính năng của nó không chưa được vào. Và mình thấy là hiện tại nó hơi phế. Ban đầu thì cứ tưởng nó mạnh lắm, nhưng ai ngờ không phải. Hero và con đường thật là Hero và Amy. Rock cái là xong rồi. Còn PK đi lên bằng Bomber. Có thể có một con Bomber trong tuần này. Bomber. Các bạn biết là một đàn của Bomber cực kỳ rát, đâu đó 300 máu và Ibon. Dark Queen ở trong tuần này hợp lý. Dark Queen ở trong tuần này hợp lý. Dark Queen không được. Người ta không nhìn được Illy. Nên lại ta sẽ không dám thả. Lợi thế cân bằng, lợi thế bây giờ là tận 3 heli rồi. Quá nhiều đấy. Bắt bị đẩy lên và quét chát. Hero và Hero trong tay nên mình gặp không có gì. Hero chơi. Over. Mobber ném được tao. Hai bên đang cân bằng rồi, ta không cần phải nhận được EVP, PK. Còn thắm có PK hợp lý, không cần phải EVP. Khi mà phải môn vào con EVP thì Mobber sẽ được. Nên là việc mà hai con hai cái bài luôn tính tiếp theo. Ba luôn làm tay, hoặc bắn lưu chậm. Tornado. Chết luôn cả hai con Skeleton Dragon. Mình nghĩ là Skeleton Dragon trong cái lượt tới này, trong thời gian tới này cũng còn được nhiều rồi, mình sử dụng Black Queen. Black Queen rất nhanh. Ok, let's go, game number 2. Đây là Balloon. Balloon, Lava Balloon, Infernal Dragon, Megan, Gas, Fireball Zack. Raka đánh ngập hướng lại bên. Có thể là đẩy Balloon ra ra này, hoặc là Infernal Dragon. Thì anh ta cũng sử dụng Fireball và giáp vào trên tay ngay. Bởi vì con Aegis xuất hiện. Aegis rồi, PK, Red Gas, Gas đâu, cần phải có một lần Gas. Ê, sợ. Chúng ta nên thả một lần Gas để defend hơn là việc mà có một con. Where am I Gas? Chúng ta phải sử dụng một lần Gas. Chúng ta sẽ hợp lý hơn. Tuy nhiên thì anh ta vẫn có thể ăn được chút này. Đồng arrow vậy. Ifnora đang nằm xuống rồi, 1000 máu. Tuy nhiên 1000 máu thì cũng thành vấn đề. Chỉ cần một hit của balloon thôi. Và chắc chắn nếu mà balloon mà đẩy lên một cách tự do thì chắc chắn là sẽ ăn được chút. Không cần thiết là phải có một con miner nữa. Bởi vì miner trong tên này cứ chịu.
Đi đoàn rồi, tất cả balloon. Balloon chưa, lần đầu tiên mình thấy balloon làm tanh trong web nhá, sự thật quá là thú vị. Thú vị thì cái đánh và thú vị thì cái phản quân của Mohammed. Chúng ta muốn đặt một con miner để bong gốc con Emix đi đã chặn bởi con bomber nòng xuống rồi, nhưng mà lượng máu bây giờ của Mohammed nó rất cao, anh đang rất sợ. Ôi, all in one vậy, balloon luôn. Sử dụng arrow để cho không, em biết rồi, rất nhiều đam đấy, toàn làm banh mà quên cha bàn công, thực sự là quá là thú vị. Thú vị từ cách đánh và thú vị từ cách thả quân nữa. Let's go, nên bằng được nên phiên number 3 lại lava. Nhưng mà đây là lava phiên bản nó hơi bị dị. Thời điểm hiện tại thì không có nhiều matchup nó kiểu beta nên là chúng ta không trách được điều này. Ta vẫn thấy những matchup kiểu nó beta không. Lava lại có cả Nai, Bavaria. Qua mình gặp Ram Rider để cùng với lại lava. Rất là dị. Ok, quay trở lại với trận đấu. Đây là lava miner. Okay, game number 3. Game number 4. Wave jab. Yo, Luis, Black is Zion.
Giant Musketeer, Mini Mecha, cái deck này Arsenal không thay đổi một chút gì. Tuy nhiên thì cái deck này nó lâu lắm rồi, nó không còn meta nữa bởi vì Dark Green quắn ít. Bomber và Ewip cảm nhận sự tốt trong tên này. Rồi, rất nhiều Heroes. Hero cũng chết được Bomber, vì vậy là làm việc. Một con Skeleton đi qua và chém chết con Bomber. Sửa heo. Thật sự là chill phết. Nhiều khi mấy con Skeleton nó, ví dụ mình đặt Wizard, mình đặt Funky, thì gần như nó tự nhiên nó cứ mọc lên xong nó vẫn quay ra nó chém con Wizard, con Funky của mình. Thật sự là vào đấy ạ. Cái độ thông minh của nó cao. Có những pha xử lý không tưởng nhưng mà này Dark Green, Dark Bat bây giờ hơi yếu. Nó cắn chậm hơn so với ngày trước và vì vậy là không chặn được Dark Green không mà. Nhiều mình nghĩ là cái Dark Green á, thông thường nó Bat sẽ đặt được ngay cổng. Cùng đổi hướng và Wave Jab Giant. Ewis xuất hiện không? Sẽ Ewis xuất hiện trong tuần này cũng hợp lý bởi vì là Ewis hơi chậm. Không quy định. Musketeer Tornado. Woo! Perfect Tornado. Còn này whip phía sau và Pekka Balu Bomber. Pekka chém rất đau. Và đây là thời điểm mà Balu đi lên mà không còn gì để defend nữa. Good job. Một pha chủ quan của Flash. Bởi vì anh ta không nghĩ là sẽ đánh rơi. Mohamed lại là sự pro trong tân vừa rồi. Vậy bắt bài. Arrows. Arrows phần này. Không sử dụng, không sử dụng arrow. Vẫn còn thời gian này để một con balloon nữa. Tornado, arrow nó sử dụng cái balloon lên. Khi mà ăn được trụ này thì Pekka sẽ đặt ở phía trụ phía giữa này. Còn mình hoàn xuống. Nice Tornado. Nice Tornado. Giữ được trụ Bomber và con Nguyên. Là Skeleton không vượt qua được Bomber. Và đây là Pekka. Pekka. Đặt về riêng. Ai thế anh nhanh hơn nào. Sao mà chặn được đơn này mà không mini Pekka đủ đường nó chưa có tay. Hero rồi. Quá hay và quá ảo diệu. Ok, last matchup coming. In FK Most End Best Player CIL. Thank you.
sự mà long bay mà đi quen balloon web jump ở trên cao rất là khó, bởi vì là vừa phải balloon web jump vừa phải tornado bomber gần như cũng chết cũng giết được, rất khó. Đây là một bắt chấp cực kỳ khó cho long bay, vì nó đánh không phải đánh ảo diệu lắm, đổi được hướng bên này bên kia bên này bên kia. Đi nào, quá khó rồi. Thế gì gì grab boy lock bait mà mất chuột trước thì rất là khó đánh. Lock bait hướng về bầu mất chuột trước khó đánh. Ok, thank you for watching and see you guys next time. Don't forget to follow Mohamed Pasta his Twitter, his Instagram, put it below in the description below. Thank you so much. Come on, bye bye.